xin kính chào cô chú anh chị và các bạn cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh trong uh, suốt thời gian vừa qua à, ngoài làm youtube ra thì em có thêm các kênh như là tiktok này facebook cũng uh, đang được uh, khá nhiều khán giả quan tâm thời gian qua thì em bị uh, rất là nhiều các trang các nhóm các uh, cá nhân lấy cắp các video và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau này, có những cái thông tin họ chỉ sửa thành uh, sai lệch hoặc uh, có ý định uh, với mục đích xấu thì uh, mọi người lưu ý là vợ chồng em chỉ dùng uh, một số điện thoại duy nhất của Thủy là 0916 184 236 Đây ví dụ như mọi người có xem các video của em mà uh, các số điện thoại khác Người ta chèn vào thì mọi người lưu ý giúp em nhé Để em chỉ làm việc theo số điện thoại mà em đã ghi trên màn hình thôi nhé Nội dung em xây dựng thì mất rất là nhiều thời gian, công sức Mà bị lấy cắp thì khi em rất là buồn uh, Nhưng mà một mặt nào đó thì có lẽ là nó hay Cho nên là mọi người thì mới lấy Mà quên xin phép Đấy, ngoài ra thì em không nhận quay dịch vụ cũng như là không nhận quay quảng cáo trả phí để tất cả các nội dung trên kênh như là quay để view đất này nhà trên kênh thì em đều biết vi hết không thu bất kỳ một chi phí nào khi mà quay dựng video nhé và em cũng không cam kết video này phải được vài chục nghìn vài trăm nghìn view nhé khi bán được đất thì em mới lấy tiền hoa hồng thôi Đấy, ngoài ra thì tuyệt đối không thu phí quay dựng video nhé mọi người để cả mọi người rất là nhiều ví dụ mọi người có nhu cầu thì xin hãy liên hệ theo em theo số điện thoại của thủy nhé Đấy, ngoài ra thì ví dụ như mà À, khi đi quay thì em cũng phải chọn những ngày là thời tiết nó đẹp thì em mới đi quay được chứ còn ví dụ như những thời tiết mà nó mưa trời mưa nó âm u thì em cũng xin phép mọi người là những cái thời tiết đấy thì cũng không làm được Lấy nên mọi người thông cảm giúp em nhé đấy và trong video hôm nay thì em sẽ xin gửi đến mọi người một số thông tin về cụm công nghiệp mới đang được xây dựng tại kim bảng đấy mời mọi người cùng xem video này với em nhé Tên đây là cụm công nghiệp lê hồ vị trí thuộc xã lê hồ xã đại cương huyện kim bảng tỉnh hà nam cụm công nghiệp Lê Hồ được thành lập theo quyết định số 01 của ủy ban nhân dân tỉnh ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. À, theo đó thì cụm công nghiệp Lê Hồ có quy mô 75 ha, trong đó diện tích đất nông công nghiệp là 57,7 ha với tổng mức đầu tư hơn 901 tỷ đồng. Đây là một trong rất ít các dự án trong khu vực có quỹ đất công nghiệp mới được bàn giao. Đặc biệt thì theo quyết định số 1686 GD TDG của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2023 về phê duyệt quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sắp nhập cụm công nghiệp Châu Giang vào khu công nghiệp Châu Giang 1 và cụm công nghiệp Lê Hồ vào khu công nghiệp Kim Bảng 1 khi có đủ các điều kiện theo quy định. Tổng quan về cụm công nghiệp Lê Hồ, tên là cụm công nghiệp Lê Hồ, vị trí thuộc xã Lê Hồ, và Gia Đại Cương, huyện Kiềm Bản Tỉ Nam. Với diện tích 75 hecta, thời gian vận hành 50 năm từ 2022 cho đến năm 2072. Các ngành nghề thu hút đầu tư bao gồm công nghiệp tổng hợp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất sạch, ít ô nhiễm với môi trường như là cơ khí chế tạo, cơ khí lắp ráp, thiết bị điện, điện tử, dệt may và sản xuất nguyên vũ liệu, giày dép, chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, thiết bị dụng cụ y tế, công nghiệp hỗ trợ và dự kiến di rời một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư ra ngoài, nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện thu hút đầu tư của cụ công nghiệp. Về nguồn nhân lực thì huyện Tiên bảng là một trong những khu có lao động khá là dồi dào. Ngoài ra việc mở rộng các khu công nghiệp, xây dựng các nhà máy và liên tục tuyển dụng lao động cũng sẽ thu hút thêm các nhiều những nguồn lao động từ khác nơi đổ về tìm kiếm cơ hội việc làm tại đây. Về vị trí địa lý thì cụm công nghiệp Lê Hồ nằm trong quần thể khu công nghiệp Đồng Văn 1, 2, 3, 4 thuộc vùng công nghiệp trọng điểm của tỉnh, sở hữu vị trí giao thoa của các tuyến giao thông và là cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội. Cụm công nghiệp Lê Hồ giáp danh với khu công nghiệp Đồng Văn 4 này và khu công nghiệp Kim Bảng 1 theo kế hoạch. Về kết nối thì phía Bắc thì đã giáp với quốc lộ 38, phía tây giáp với khu dân cư hiện trạng của xã Lê Hồ phía đông thì giáp với khu dân cư hiện trạng và khu đi thị mới của xã Lê Cương phía nam thì giáp với khu công nghiệp Kim bằng 1 theo kế hoạch về khoảng cách thì cụm cũng công nghiệp cách thành một quản lý 14 km cách nút giao bậc vòng về 3 km cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 50 km cách các tỉnh Hưng Yên Nam Định Ninh Bình trong vòng bán kính 30 km cách cả Hải Phòng là 114 km và cách sân bay quốc tế nội bài là 80 km. Và về cơ sở tầng trong cụm công nghiệp Lê Hồ sẽ có như sau thì cụm công nghiệp Lê Hồ đảm bảo đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và môi trường theo quy định để thu hút các doanh nghiệp về vào đầu tư và sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong đó cụm công nghiệp Lê Hồ thuộc khu vực phát triển kiểu mẫu để nâng cấp huyện Kim bảng thành thị xã vào năm 2025 do đó thì sẽ được tập trung ưu tiên và phát triển về giao thông nội khu thì đường nội bộ có lỗ giới 17,5 cho đến 20,5 mét phía đông và phía tây của cụm công nghiệp Lê Hồ sẽ được quy hoạch theo hai đường giao thông và sẽ kết nối các dự án với các khu đô thị À, sẽ có quy hoạch các khu nhà ở của công nhân phía tây thì sẽ có dự án quy hoạch khu vực vãi đổ xe và trạm nhiên liệu hệ thống điện thì sẽ xây mới trạm biến áp 320 kv về hệ thống xử lý nước thải thì sẽ có một nhà máy xử lý nước thải với công suất là 2.100 m khối một ngày đêm một hệ thống quan trắc nước thải tự động và à, các tiện khác thì sẽ có bãi đỗ xe Đấy, cũng có những cái cảnh quan đường xá rồi công viên vân vân. Như trên video thì em đã quay đến gửi đến mọi người cái vị trí của khu cụm công nghiệp này hồ thì hôm em quay thì à, họ cũng đang đang xây đường, đang đổ đường cũng tiến độ cũng rất là nhanh. Thì chắc là trong một thời gian tới thì sẽ có những thay đổi thì em sẽ luôn luôn cập nhật gửi đến mọi người. Đấy ví dụ như mọi người có nhu cầu muốn tìm hiểu các bất động sản gần các khu công nghiệp đây thì hãy liên hệ theo số điện thoại của Thủy nhé. Ví dụ như anh chị em mình mà muốn tìm hiểu về khu này muốn đầu tư các bất động sản cạnh nhà khu cụm công nghiệp Lê Hồ này thì mọi người có thể liên hệ với thủy nhé thì có rất là nhiều các thông tin các bất động sản ở khu Đại Cương này khu Lê Hồ này rất là vừa anh chị em mình đầu tư theo ở vùng ven khu công nghiệp và cái số điện thoại thì em sẽ ghi ở bên, bên dưới màn hình mọi người sẽ liên hệ hoặc là gửi tin nhắn qua Zalo nhé cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người có một tuần làm việc mới hiệu quả và tràn đầy năng lượng nhé bye bye